Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cần Thơ Xe. Thì đây là clip của đầu năm mới 2022. Em xin gửi lên đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một chiếc xe Mercedes-Benz E180 2021 với thiết kế mới rất là đẹp. Chiếc xe trước mặt mọi người đây là màu ngoại thất là màu đen, còn màu nội thất cũng là màu đen, cho mình cảm giác nó thể thao, cứng cáp và sang trọng, và cũng không kém phần huyền bí. Đây, nhìn xe rất là bóng mà. Xe này được trang bị khối động cơ i4 1.5 lít cho ra công suất đâu đó khoảng 156 mã lực, kèm theo hộp số tự động chữ danh của mẹ 9G-Tronic. Hệ dẫn động con xe này là hệ dẫn động cầu sau. Đây là mặt ga lăng phía trước của xe. Xe được trang bị mặt ga lăng nhìn rất là thể thao, lịch lãm, với phần logo nổi của Mercedes-Benz với hai thanh mạ chrome, nhìn cho chiếc xe cảm giác rất là thể thao và cuốn hút. Sang đây là cái bộ đèn full LED của E180. Đây là đèn full LED cho khả năng mình chiếu sáng đi vào ban đêm rất là tốt. Đối với đèn mạc thì mình đi cảm giác rất là thoải mái và an toàn. Thì xe được trang bị những cái cụm cảm biến xung quanh xe ở phía sau, trước và phía sau. Đây là cái cản phía trước được mạ chrome, nhìn rất là thể thao. Sang đây thì có bộ mâm xe. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch, vỏ Michelin, mâm đa chấu, bản lớn, nhìn rất là cứng cáp. Xe được trang bị cái vỏ rôn lát, thì khi mà xe mình bị xịt lốp thì mình vẫn đi được với vận tốc là 80 km/h, với quãng đường là khoảng đâu đó khoảng 80 km. Đây, xe với kích thước chiều dài lên đến gần hơn 4,9 m và bề ngang gần 2 m. Cho mình cảm giác nhìn chiếc xe rất là trường, xe rộng rãi. Đây, xe này là đúng là dành cho những mình đi doanh nhân và gia đình, tại vì khoang ở bên trong rất là rộng. Đây là phần đuôi xe. Xe được trang bị phần đèn full LED ở phía sau, đèn full LED với thiết kế mới rất là đẹp. Đây, phía dưới này được trang bị hai ống bô với hai ống xả, và kèm theo đó là cảm biến xung quanh xe. Thì đối với E180 thì cái xe mình vẫn trang bị là cốp cơ thôi nha mọi người, chưa được trang bị cốp điện. Đây là cũng là một cái điểm gọi là khuyết điểm nhỏ đối với E180. Thì đối với những dòng như E200 hoặc E300 thì mình sẽ được trang bị cốp điện. Này, nó sẽ có cái camera lùi ở phía sau nằm ngay vị trí này. Nhưng khi nào mình sử dụng camera lùi thì cái camera nó mới thụt xuống, rất là hiện đại, và nó giấu cái dấu bên trong. Đối với xe Mercedes-Benz E180 Philips thì nó sẽ chưa trang bị cho mình được cái cửa gọi là cửa thông minh, thì nó chưa trang bị cửa keyless go, thì vẫn là chỉ sử dụng chìa khóa và nút bấm, và nó chưa tích hợp nút bấm trên tay nắm cửa, mình vẫn sử dụng nút bấm ha. Đây là khoang nội thất ở bên trong xe. Đây là phần này, phần tắp bi cửa, và những phần ốp này nó sẽ được ốp vân carbon, và màu là màu nhôm cho màu sáng rất là đẹp. Đây, xe này trang bị bộ ghế chỉnh điện, và da là da Atico. Chỉnh điện là mình chỉnh trên tay nắm cửa ở đây. Xe được trang bị bộ loa thường của Mercedes-Benz. Và một điểm trừ nữa là đối với xe dòng E180 thì mình chưa được trang bị cái bộ loa boom meter. Đối với xe này thì mình vẫn sử dụng bộ loa thường 7 loa của Mercedes-Benz, nhưng mà nghe âm thanh cũng rất là hay. Và phần khoang nội thất thì nó sẽ cho mình cái cảm giác rộng rãi và thoải mái, vì chiều dài cơ sở của con xe này nó rất là rộng, và vì chiều dài của xe nó lên đến gần 5 m, nên ở trong mình cảm giác rất là rộng rãi và thoải mái. Vô lăng thì thiết kế 3 chấu với thiết kế mới, nhìn rất là đẹp. Và tất cả các phím bấm này sẽ được tách rời, và tất cả đều được mấy cái này là cảm ứng. Đây, nhấn nút rất là dễ. Thì xe sẽ được trang bị Cruise Control, giới hạn tốc độ. Đây là chỉnh màn hình ở phía sau. Đây là màn hình ở phía màn hình trung tâm và màn hình lái. Thì nó sẽ là một màn hình kéo dài 12.3 inch. Đây là màn hình giải trí trung tâm. Thì màn hình này nó xài hệ điều hành MBUX, cảm giác rất là nhạy,
và rất rất là nhiều hệ thống và cũng như là chức năng nằm trên cái màn hình này. Nếu quý khách hàng nào thì có một hôm nào đó em sẽ làm rõ hơn và chi tiết về cái những cái tính năng nằm trong cái màn hình này ha. Thì xe này sẽ được ốp gỗ piano, mình nhìn gỗ bóng đấy, nhìn nó đồng bộ với xe, giữa ngoại thất là màu đen và bên trong cũng là màu đen, nhìn cho cảm giác rất là huyền bí và rất là sang trọng và thể thao. Hệ thống điều hòa này thì hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ha, mình muốn chỉnh bên này cũng được và bên này cũng được, rất là dễ dàng. Đây chính là cần số của mẹt, chữ danh của mẹt nằm trên cái tay lái vô lăng luôn, rất là dễ lái nha mọi người. Thì mình chỉ cần đẩy lên là vào số lùi. Đây chính là camera lùi lúc nó thụt xuống đây, và cảm biến xung quanh xe nó đã hiện lên rồi đây. Rồi khi mà mình muốn về vị trí B thì mình chỉ cần ấn vào nút này là xe về vị trí B. Đấy, rất là tiện. Mình lái xe Mercedes-Benz rất là nhẹ nha mọi người. Ở phía dưới này thì xe sẽ được trang bị thêm một cái hộc ở đây nữa, nên mình để đựng nước và để điện thoại. Và cái cổng này nó sẽ kết nối với điện thoại để cho mình sử dụng Android Auto hoặc là Apple CarPlay. Đây là con chuột cảm ứng của Mercedes-Benz. Và đây là chỉnh cái chế độ lái. Thì xe này nó có 5 chế độ lái và cảm biến lùi. Mình có thể tắt và bật vì xe này nó được trang bị một cái là hỗ trợ cắt phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, tức là khi mà có chướng ngại vật hoặc cái phương tiện nào cắt ngang thì xe sẽ tự động phanh. Nếu mình không thích sử dụng thì mình chỉ cần ấn đi, nó hiển thị đỏ lên là nó đã tắt. Và xe này có thêm một tính năng nữa là lùi chuộng tự động, kể cả ghép ngang và ghép dọc. Bên này thì mình chỉnh rèm cũng rất là đơn giản và dễ sử dụng. Sau của Mercedes-Benz E180 ở sau rất là rộng rãi. Khi mình vào ngồi thì ở phía sau này nó vẫn trang bị hốc gió ở phía sau, mình có thể tùy chỉnh nấc gió. Và phía dưới này nó sẽ có cổng 12V ha. Cũng đơn giản. Thì xe này nó trang bị mình loa thường thôi, chứ phải là loa bumeter, nên nhưng mà cái cảm giác nghe âm thanh cũng rất là hay. Khi mình ngồi ở phía sau, cảm giác mình nhìn lên phía trước cũng rất là thoáng. Em sẽ quay toàn cảnh ở phía sau nhìn lên, rất là đẹp. Đây vẫn có bệ tì tay, vẫn có thể bệ tì tay ở phía giữa này. Rồi hai cốc đựng nước, hai chỗ đựng nước. Đó. Thì xe đang trang bị hệ thống an toàn là 7 túi khí. Niêm yết của dòng E180 2021 này với giá là 2.050.000.000 ha. Chương trình khuyến mãi thì giống như lúc nãy em đã báo thì mình sẽ được ưu đãi giảm giá tiền mặt nè, mình được ưu đãi thuế trước bạ nè, và kèm theo đó là những cái combo quà tặng của Mercedes-Benz Việt Nam và Mercedes-Benz Cần Thơ ha. Quý khách hàng nào mà mình hiện tại đang quan tâm tới dòng Mercedes-Benz thì vui lòng liên hệ cho em, số điện thoại nằm ở hotline bên dưới tiêu đề ha. Em sẽ hỗ trợ, em tên Ben ha, em ở Cần Thơ, địa chỉ là 102 cách mạng 8. Thì mọi người có thể lại và xem xe, mình có thể là xem xe ở trong ngoài nội thất và được thử trải nghiệm những cái tính năng an toàn trên Mercedes-Benz ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip và chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn mọi người.